Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay nhóm mình sẽ làm về phần ứng dụng di truyền học. Phần này thì gồm 3 phần, đó là phần chọn giống dựa trên biến dị tổ hợp là màu tím, chọn giống dựa trên đột biến và công nghệ tế bào là màu vàng, và phần còn lại là chọn giống dựa trên công nghệ gen là màu hồng ở đây. Đầu tiên là về chọn giống dựa trên nguồn biến dị tổ hợp. Thì biến dị tổ hợp là loại biến dị được tạo ra trong quá trình sinh sản hậu tính mà con lai có kiểu hình khác sau bố mẹ. Các bước tạo giống thuần dựa trên nguồn biến dị tổ hợp bao gồm tạo ra các dòng thuần khác nhau, cho lai các dòng thuần khác nhau để tạo những tổ hợp gen mong muốn. Những tổ hợp gen mong muốn đó đem tự thụ phấn hoặc gia phối gần để tạo ra dòng thuần. Về tạo giống lai có ưu thế lai cao, chúng ta có khái niệm ưu thế lai là hiện tượng con lai có năng suất cao, sức chống chịu tốt, khả năng sinh trưởng và phát triển vượt trội so với bố mẹ. Cơ sở di truyền của ưu thế lai dựa trên giả thuyết siêu trội. Ở trạng thái dị hợp về nhiều cặp gen khác nhau thì con lai có kiểu hình vượt trội so với bố mẹ có nhiều cặp gen ở trạng thái đồng hợp. Phương pháp tạo ưu thế lai gồm 3 bước: tạo dòng thuần khác nhau, lai các dòng thuần khác nhau như lai các dòng đơn, lai các dòng kép, lai thuận, lai nghịch, và chọn tổ hợp mang ưu thế lai cao. Lưu ý, lai thuận không cho ưu thế lai mà lai nghịch có thể cho ưu thế lai hoặc ngược lại. Ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở F1 và giảm dần qua các thế hệ. Do vậy chúng ta không dùng con lai F1 để làm giống. Tiếp theo chính là chọn giống dựa trên đột biến và công nghệ tế bào. Đầu tiên đó chính là phương pháp tạo giống bằng phương pháp gây đột biến. Thì phương pháp này sẽ gồm có 3 bước. Đầu tiên đó chính là xử lý mẫu vật bằng tác nhân gây đột biến. Sau đó chọn lọc các cá hệ đột biến mình mong muốn. Và cuối cùng là tạo dòng thuần. Ở phương pháp này thì ta áp dụng chủ yếu trên vi sinh vật và thực vật. Bởi vì ở hai loại này thì đột biến dễ xảy ra hơn và xảy ra theo những trường hợp mà ta mong muốn. Tiếp theo đó chính là tạo giống bằng công nghệ tế bào. Thì phương pháp này áp dụng cho thực vật và động vật. Đầu tiên là ở thực vật thì gồm có hai cách, đó là nuôi cấy hạt phấn noãn và nuôi cấy mô. Ở nuôi cấy hạt phấn noãn này thì từ một tế bào hạt phấn N có thể tạo ra được cây có cây đơn bội hoặc là cây đơn bội. Đầu tiên chính là cây đơn bội, thì từ tế bào hạt phấn N ta mua cấy trong môi trường ống nghiệm và phát triển thành cây đơn bội và chọn lọc trong ống nghiệm những dòng có đặc tính mà ta mong muốn. Ở các dòng đơn bội chọn lọc từ ra được cây lưỡng bội thì chúng ta sẽ có hai cách. Cách đầu tiên đó chính là cây lưỡng bội hóa dòng tế bào N thành tế bào 2N, rồi từ tế bào 2N nó sẽ mọc ra cây 2N. Cách hai đó chính là cho dòng đơn bội mọc thành cây đa bội, sau đó lưỡng bội hóa thành cây 2N bằng các tác nhân gây đột biến. Ưu điểm của phương pháp này đó chính là tạo dòng thuần có số lượng lớn trong một thời gian ngắn. Ở phương pháp nuôi cấy mô thì quy trình của nó là nuôi cấy nhiều loại tế bào của cây để tạo thành mô sẹo, sau đó cho phát triển thành nhiều loại mô khác nhau như là rễ, thân, lá và cho cây này trưởng thành. Phương pháp này giúp nhân nhanh các giống cây quý hiếm từ một cây có kiểu gen quý để tạo ra một quần thể cây đồng nhất về kiểu gen. Ưu điểm đó chính là tạo ra giống cây đều có kiểu gen giống nhau với số lượng lớn trong một thời gian ngắn. Tiếp theo đó chính là việc lai tế bào sinh dưỡng. Lai tế bào sinh dưỡng bao gồm các bước đầu tiên đó chính là loại bỏ hành tế bào để tạo ra một loại tế bào trần. Sau đó cho các tế bào của hai loại này vào môi trường đặc biệt để dung hợp với nhau tạo ra một giống tế bào lai. Và cuối cùng đó là đưa tế bào lai này vào nuôi cấy trong môi trường đặc biệt để phát triển ra thành cây lai khác loài. Kết quả là tạo ra được giống cây mang bộ nhiều sắc thể lưỡng bội của hai loài khác nhau. Và sau đây là công nghệ tế bào được áp dụng trên động vật, bao gồm cái truyền phôi và nhân bản vô tính. Ở cái truyền phôi thì phương pháp này được áp dụng cho loài bò. Bước đầu tiên đó chính là gây rụng trứng nhiều ở bò, sau đó phối giống bò cho phôi với các giống được mang gen tốt. Bước tiếp theo chính là chọn các phôi tốt và chia cắt nó thành nhiều phôi nhỏ. Cuối cùng là cấy các phôi vào tử cung của các con cái và sinh con. Ở cái trường phôi này thì ưu điểm của nó chính là tạo ra được động vật số lượng lớn có cùng kiểu gen và cùng mức phản ứng. Tiếp theo đó chính là phương pháp nhân bản vô tính. Nhân bản vô tính này đã áp dụng thành công và tạo ra được chú cừu Dolly. Nhân bản vô tính này bao gồm 4 bước. Bước đầu tiên đó chính là tách tế bào trứng vú của cơ thể cho nhân và nuôi nó trong môi trường ống nghiệm. Sau đó tách tế bào trứng của một con cừu khác loại bỏ nhân. Bước thứ hai chính là chuyển nhân của tế bào trứng vú và tế bào trứng đã loại nhân đi. Bước thứ ba là nuôi cấy tế bào đã chuyển nhân trên mà nhân đã tạo cho trứng và phát triển thành phôi.
Bước cuối cùng đó chính là chuyển phôi và tử cung của cơ thể mẹ để nó có thể mang thai và sinh con. Kết quả đã tạo ra được các cá thể con mang kiểu gen trong với các cá thể cho nhân của tế bào. Tiếp theo mình sẽ nói đến chọn giống dựa trên công nghệ gen. Công nghệ gen đó là một quy trình tạo ra những tế bào hoặc là vi khuẩn có gen bị biến đổi hoặc là thêm gen mới. Thì ở trong cái công nghệ gen này, kỹ thuật chuyển gen sẽ đóng vai trò là kỹ thuật trung tâm. Kỹ thuật chuyển gen đó chính là kỹ thuật tạo ADN tái tổ hợp để chuyển gen từ tế bào này sang tế bào khác. Đầu tiên ta sẽ lấy các bước ở trong tiến hành kỹ thuật chuyển gen là: thứ nhất là ta sẽ chọn một thể truyền, đó là plasmid. Ở đây mình chọn là plasmid của tế bào vi khuẩn. Thể truyền này mình sẽ dùng enzyme cắt reticulase để mình cắt vào những cái đầu đặc hiệu mình đã cài sẵn. Thì nó sẽ lộ ra hai mạch hở này, rồi mình sẽ dùng enzyme cắt reticulase đó để mình cắt đoạn ADN của tế bào cho. Vẫn là cắt ở những cái phần đặc hiệu và sau đó dùng enzyme nối ligase để nối hai đoạn này lại với nhau. Thì ta sẽ có được một ADN tái tổ hợp gồm thể truyền và ADN và gen cần chuyển. Sau đó mình đưa ADN tái tổ hợp này vào trong tế bào nhận bằng CACL2 hoặc là mình dùng xung điện để làm giãn màng tế bào ra. Thì đây mình sẽ tạo ra được một tế bào có gen cần chuyển, rồi mình dùng kháng sinh để mình có thể môi trường kháng sinh mình có thể phân lập được lòng tế bào mà chứa ADN tái tổ hợp này. Hoặc là mình có thể ứng dụng công nghệ gen vào trong phương pháp tạo giống biến đổi gen. Thì sinh vật biến đổi gen đó chính là hệ gen của nó đã được con người làm biến đổi cho phù hợp với lợi ích của mình. Bao gồm mình có thể dùng các cách, đó chính là mình cho một ADN mới, một gen lạ vào trong tế bào vi khuẩn, hoặc là tách cái gen mình không mong muốn ra khỏi tế bào vi khuẩn đó, và hoặc là mình làm bất hoạt cái gen đó, tức là gen đó vẫn ở trong cơ thể vi khuẩn nhưng mà đã bị bất hoạt, hoặc là biến đổi cái gen đó bằng cách phương pháp gây đột biến hoặc là vi tiêm, vân vân. Và phương pháp tạo động vật biến đổi gen thì đâu là gồm đầu tiên là lấy trứng, mình sẽ lấy trứng ra khỏi con vật, sau đó cho cái trứng đó thụ tinh ở trong môi trường ống nghiệm, rồi mình sẽ dùng vi tiêm để tiêm gen cần chuyển vào trong cái hợp tử ở trong giai đoạn nhân non. Nhân non là giai đoạn mà nhân mà tinh trùng với trứng chưa được hòa hợp. Sau đó mình tiêm cái hợp tử đã được cấy gen đó vào trong tử cung của một con vật khác để nó mang thai và đẻ con. Một số thành tựu của phương pháp này đó chính là đã tạo ra được động vật chuyển gen, như là ví dụ như là việc tạo ra sữa cừu chứa protein người, hoặc là chuột bạch to bằng chuột cống. Thứ hai là tạo cây trồng biến đổi gen như là giống bông kháng sâu hại, giống lúa vàng, giống lúa gạo vàng có khả năng tổng hợp beta carotene. Thứ ba là tạo ra dòng vi sinh vật biến đổi gen, ví dụ như là những dòng vi khuẩn mang gen insulin ở người để nhằm sản sinh ra một lượng lớn insulin cho những người tiểu đường mà trước đây ta phải lấy từ tụy bò. Và đó là tất cả những gì mà mình thể hiện ở trong bài mai map này. Xin cảm ơn.